sớm ối vỡ non. Ngày định nghĩa thì ối vỡ sớm là tình trạng ối vỡ sau và cùng lúc có chuyển dạng trước khi cổ tử cung vỡ hết. Ối vỡ non viết tắt là PROM là tình trạng là vỡ tự nhiên của màng ối và màng đệm tại bất kỳ thời điểm nào trước khi có chuyển dạng hoặc là sau khi ối vỡ một giờ nhưng chưa vào chuyển dạng. Còn đây thì người ta có thêm một định nghĩa mới là ối vỡ non trên thai non tháng, viết tắt là preterm PROM, là ối vỡ non trên thai bé hơn 37 tuần. Thì trong đó thì có thể phân ra là từ 34 đến 37 tuần, từ 24 đến 34 tuần và dưới 24 tuần, để vì mỗi tuổi thai sẽ có một giai đoạn sẽ có một số sự tiến khác nhau. Về nguyên nhân gây ối vỡ non thì có thể là do giật giảm độ bền của màng thai hoặc là tăng áp lực của ối, và một số trường hợp thì không tìm ra nguyên nhân cụ thể. Với những sản phụ mà có, chúng ta cần lưu ý là với những tình trạng sản phụ có tình trạng nhiễm trùng âm đạo hộ của tử cung hoặc là mẹ nhạy cảm suy dinh dưỡng, có tiền sử chấn thương trong thời gian gần đây, thì họ có sự hiện diện của chiều dài kinh cổ tử cung ngắn hơn em tử cung, cung chậu hẹp và nhau thai thì có tình trạng là ngôi bất thường đang thai, phần phụ thì nhau tiền đại đa ố, thì phải cần lưu ý là cái tỷ lệ mắc đó, tỷ lệ diễn ra tình trạng ối vỡ sớm, ối vỡ non trên sản phụ sẽ diễn ra là nhiều hơn so với những sản phụ không có mắc các yếu tố nguy cơ như trên. Thì trong đó thì sản phụ thường đến với chúng ta có cái tình trạng là ra nước âm đạo đột ngột hay rỉ rã với chất là dịch là trong rõ hoặc là có màu đục đục hoặc là có lợn cỡn chất gai hoặc là xăng. Thì qua thăm khám lâm sàng thì đọc mẫu việc thì chúng ta sẽ xác định được là có dịch trong cổ tử cung chảy ra hay không, hoặc là có dịch trong túi cùng sau nào hay không. Nếu như mà không thấy dịch trong cổ tử cung chảy ra, trong túi cùng sau cũng nào cũng không thấy dịch, thì có thể làm phát van sa va hoa rặng để kích thích ối chảy ra từ vùng tử cung. Thì khám trong TB thì có thể xác định được cái tính chất của màng thai là có vỡ đã toàn vẹn, ối vỡ còn màng hay là còn rất là vỡ hoàn toàn các màng thai. Tuy nhiên thì trong tình trạng ối vỡ sớm, ối vỡ non thì cần hạn chế thăm khám để tránh tình trạng nhiễm trùng. Ngoài ra thì thông phụ có thể có biểu hiện của nhiễm trùng ối như là sốt, tử cung đau và mềm, nhịp tim của mẹ và thai đều tăng. Mẹ thì nhịp tim tăng trên 100 lần trên phút, và thai thì nhịp tim tăng trên 160 lần trên phút. Dịch ối chảy ra thì có mùi và có dịch màu xanh, dịch tiết ra thì và lượng bạch cầu thì tăng cao. Về cận lâm sàng thì xác định là tình trạng có dịch ối trong âm đạo thì chúng ta có thể làm theo nghiệm pháp là Nissen test hay còn khác là thử giấy quyền tử cử độ pH của dịch ối. Thì cái Nissen test này thì dựa vào sự khác nhau về nồng độ pH của dịch âm đạo và nước ối. Ngoài ra thì không thể là test lá dương sĩ. Tuy nhiên thì cái Nissen test quy tín thì hiện nay thì được sử dụng phổ biến hơn. Ngoài ra thì cái Nissen test này thì có thể gây dương tính giả trong các trường hợp là ối trong âm đạo có nhiều máu hoặc là có sự hiện diện viêm nhiễm đường âm đạo. Ngoài ra thì cũng có thể có xét nghiệm vi lăng nhiễm trùng để đánh giá tình trạng nhiễm trùng thai phụ. Về siêu âm thì đánh giá tình trạng nước ối trong lượng nước ối trong bào thai và tình trạng của thai như chỗ ngôi thai và trọng lượng cân nặng của thai cũng như là trạng của thai lúc đó. Thì cả đó phân biệt thì bệnh nhân thường khai có cảm giác ra nước vùng âm đạo kèm theo là ướt quần trong vệ sinh. Vì vậy chúng ta cần cảnh báo phân biệt với các trường hợp tiết dịch từ các bộ phận cơ quan khác ở trong vùng sinh dục bằng cách là xác định tính chất của dịch, màu sắc, mùi và làm test quy tín để chẩn đoán xác định hơn. Thì như sóng tiểu thì nước thường không ra nước lượng nhiều và không rỉ rã liên tục như trong ối vỡ và có mùi khai và pH thì đường axit, nên là test quy tín sẽ là màu đỏ. Dịch hàng của tử cung thì ở giai đoạn thai cuối thai kỳ hoặc trong khi bắt đầu chuyển dạng của tử cung sẽ hé mở. Tổng số lúc này của tử cung thì nguyên tắc của dịch lúc này là nhầy da và có lẫn ít máu hồng. Còn đang khi hư thì đôi khi lượng nhiều và loãng cũng chỉ làm vỡ ối, tuy nhiên là cái test quy tín thì sẽ là không đổi màu. Về diễn tiến sau khi ối vỡ thì có thể xảy ra một trong các hoặc nhiều các diễn tiến sau là bằng chuyển dạng tự nhiên, chỉ đấy là sinh non hoặc sinh nửa tháng. Nhiễm trùng ối nhẵn có thể dẫn đến là nhiễm trùng hậu sản và nhiễm trùng sơ sinh. Và cái quan trọng là chúng ta phải khám ngay để biết phát hiện được là bệnh nhân có bị sao nhiễm ối không hay không, và đang thì có sự cản trở bình chỉnh ngôi thai hay do sự mắc lặp vào ối. Về xử trí thì xử trí hiện nay thì cần dựa vào có hay không nhiễm trùng mỡ và xác định tuổi thai ở khoảng độ thế nào để quyết định những xử trí khác nhau. Về nếu như có biểu hiện nhiễm trùng ối thì sử dụng kháng sinh phổ rộng đến sau sinh là tiếp đến khi kiểm soát được nhiễm trùng ít nhất 24 giờ liên tục.
trong giúp thai kỳ bất chấp tự thai mà không chịu quá. Thì tâm con sau sử dụng phát sinh 30 phút mà không quá 40 giờ, nếu như thuận lợi theo dõi sinh thường mới, con thuận lợi về chuyển với thai đó. Đối với thai trên 37 tuần, nếu như không có tình trạng nhiễm trùng ối, đối với thai trên 37 tuần thì nên cử phát triển nhà ngay trong vòng 6 đến 12 giờ hoặc chấm dứt thai kỳ càng sớm càng tốt. Nếu đã làm chuyển dạ theo dõi một cuộc chuyển dạ tự nhiên, còn nếu chưa có tình trạng chuyển dạ thì nghĩ là chấm dứt thai kỳ vì tình trạng của tử cung, thai, tình trạng thai. Bên cạnh đó thì ta phải đánh giá tình trạng nhiễm trùng mỗi 3 giờ thông qua nhiệt độ tim thai màu màu vùi và nước ối và các vi lăng nhiễm trùng. Dùng vắc xin dự phòng nếu đã ốm đã vỡ trên 12 giờ tốt nhất là giảm nguy cơ nhiễm streptococcus nhóm B cho trẻ sơ sinh. Với thai từ 34 tuần đến 36 tuần 6 ngày thì đầu tiên ta phải xác định tình trạng của thai là thời điểm nhập viện, chờ chuyển dạ tự nhiên hay phát triển dạ phụ thuộc tình trạng của ối và thai. Nếu dưỡng thai thì quản lý tình trạng nhiễm trùng thông qua hướng dẫn bệnh nhân thay băng vệ sinh tập thường xuyên, hạn chế thăm khám bằng tay, khám sinh dự phòng nhiễm liên cầu của nhóm B. Đối với thai từ 24 tuần đến 33 tuần 6 ngày thì theo dõi thai kỳ, sức khỏe thai, nhi, sự phát triển của thai, lượng nước ối, khám sinh dự phòng hỗ trợ phổ thai bằng corticosteroid với các thuốc là betamethasone hoặc là dexamethasone và bảo vệ tuổi thai nhi bằng magie sung pháp ở tuổi thai dưới 34 tuần nếu không có các nghị định ở thai kỳ nguy cơ sinh non sắp xảy ra. Ngoài ra thì có thể sử dụng thuốc giảm đau và bổ trì quản lý nhiễm trùng ối. Tóm lại là với một bệnh nhân mà vào viện có tình trạng ối vỡ, đầu tiên chúng ta xác định chắc chắn là có đây có phải tình trạng ối vỡ hay không và xác định được khoảng thời gian ối vỡ. Ngoài ra thì cũng xác định được các biến chứng của tình trạng ối vỡ như là có hiện diện của tình trạng sa gây rốn và nhiễm trùng ối, nhiễm trùng thai và tuổi thai hiện tại đang ở vòng thứ mấy của thai kỳ, đã vào viện hay chưa để có cân nhắc xử lý tiếp theo. Tóm lại hướng xử trí của ối vỡ là chấm dứt, làm cho đặt ra câu hỏi là hiện tại nên chấm dứt thai kỳ hay là tiếp tục dưỡng thai. Nếu quyết định dưỡng thai thì cần phải hỗ trợ chồng phổi hay không, có cần phải dùng thuốc giảm gò, có cần phải dùng kháng sinh dự phòng hay không, còn nếu mà quyết định chấm dứt thai kỳ chúng phát sẽ là gì, chờ đợi vào chuyển dạ tự nhiên hay là việc khởi phát chuyển dạ hay là mổ lấy thai. Và kết luận là ối vỡ là vấn đề thường gặp trong sản khoa và cần phát hiện sớm để tránh các biến chứng cho mẹ và thai. Đối với thai non tháng, sự chỉ cần cân nhắc nếu như chấm dứt thai kỳ sớm thì có thể gây lên trạng là thai non tháng. Còn nếu như kéo dài quá thời gian thai kỳ thì có thể gây nhiễm trùng ối. Em xin kết thúc bài trình bày của em. Em cảm ơn cô và các bạn đã lắng nghe. Rồi, cái phần trình bày của bạn thì tương đối là đầy đủ. Cái phần trình bày của bạn tương đối đầy đủ, các em có bổ sung phần gì không? Cái phần nguyên nhân đúng không, nguyên nhân của bạn đưa ra à. Thì giảm độ bền của mang thai, tăng áp lực vùng ối, không tìm ra nguyên nhân giảm độ bền của mang thai thì mình hay gặp trong trường hợp nào? Ghi rõ ra chút hả? Giảm độ bền của thai là ví dụ như một cái tình trạng nhiễm trùng, nhiễm trùng hay nhiễm mang ổi thì sẽ giảm độ bền mang thai, thì sẽ gây rách từ mang ổi, tăng áp lực buồng ổi thì hay gặp trong tình trạng nào? Ví dụ như đa thai, đa ổi đúng không? Thì sẽ làm áp lực buồng ổi tăng lên. Hoặc mối bất thường, ví dụ như mối ngang, hoặc mối chết, mối ngang, mối ngược thì sẽ tổng từ chân xuống phía dưới mang ảnh áp lực mà ổi đôi khi làm giảm sức căng của mang ổi làm gây vỡ ổi ha. Và một số là không có nguyên nhân nhé, thế đó cái giảm độ bền của mang thai thì có cái phần viêm mang ổi hoặc là viêm mang đạo thì sẽ viêm ngược dòng lên ha, cái viêm mang ổi thì mình điều trị những khô âm đạo không tốt nhé trong thai kỳ thì hẳn sẽ gây vỡ mang ổi nhé. Cho nên là sản phụ mà mang thai nếu bệnh nhân tham phim có chiều ở phía dưới thì chúng ta phải làm hộ vị để khám, không thì chúng ta sẽ bỏ sót nhé. Thì mình chẩn đoán cái nhiễm khuẩn này thì tụi em có nhận ra đi phòng khám rồi, phòng khám bạn có đi rồi, các bạn đi phòng khám không? Thì tụi em có thấy chúng ta sẽ làm một cái xét nghiệm gì để tầm soát hả?
Vâng, mà sẽ làm tâm sóc gì cho thai phụ trong 3 tháng cuối. À, mình sẽ làm ly cô bê nghe. Làm ly cô bê từ tùng thử máy á. Từ tùng thử máy. Mình sẽ làm xét nghiệm ly cô bê bằng chị đắc cháu hả? À, chị đắc. Chị mời báo cáo mình tính cái đó. À, Nguyên. Còn Nguyên, mình sẽ làm cái gì? Làm từ tùng thử máy, làm ly cô bê. Có phải tùng nào mình làm không? Hay là mình làm khi nào? À, mình sẽ làm tuần từ 35 đến 37 của thai kỳ. Rồi khi mình phát hiện ra mà dính tận thì mình sẽ dự phòng như thế nào? Hả? À, thì mình dự phòng thẳng sinh cho bệnh nhân nhỉ? Rồi sau tuần từ 35 nhé. 35 mình sẽ làm phát hiện sàng lọc thường quy luôn. Nhi. Có thể nhìn không triệu chứng hơn nên mình sẽ làm phát hiện. Thứ hai là tụi em sẽ phân biệt rồi ổi vỡ nong, ổi vỡ sớm, đúng không? Hai khái niệm đi lần khác nhau. Tức là ổi vỡ nong trên một cái thai nong tháng, nghe không? Và ổi vỡ sớm tức là ổi vỡ một khi thai kỳ được thả vào dịch già rồi, đúng không? Cái thứ hai là phân biệt ổi vỡ và là gì đó? Rị ổi, có ai gặp rị ổi không? À, rị ổi là như thế nào? Nguyễn, rị ổi như thế nào Nguyễn? Thì cơ chế của rỉ ổi hẳn sẽ bị tổn thương cái mang nào? Mang ổi gồm có mấy lớp? Ba lớp đúng không? À, thì rỉ ổi sẽ tắt trên lớp nào? Mang ổi hoặc mang đều. Mang ổi là có ba lớp đúng không? Ngoài sạc mạc, trứng sạc mạc và nồi sạc mạc. Thì ba tế nữa, hạng cục tấn ứng về cái mắt cái tế là ngoài sạc mạc tử cung, đúng không? Là bên ngoài. Rồi ngoài lớp trong sạc mạc và ngoài sạc mạc trứng, trứng tức là phía trong, thấy không? Trứng tức là trên gân phối, là phía trong. Thì cái rỉ ổi lần sẽ đắp lớp nào? Ba lớp rồi. Không. Tức là cái công việc này khi mình rỉ ổi đó thì hẳn rắc thì hẳn sẽ rắc thường là sẽ rắc lớp ngoài sạc mạc lớp đầu tiên á, thế còn cái lớp ba vòng là ngoài giữa trong ha, thì chỉ thường nếu mình rắc lắc cái lớp nồi sạc mạc ở trong cung á thì ngày đó yên vỡ luôn, vỡ không còn không, anh chỉ rắc ngoài thôi, ngoài sạc mạc còn giữa lớp trong và lớp nồi thì cái này là sẽ không khi phản lên lớp sàng hãy được ổi vẫn chảy ra. Nhưng mà cái mang ổi vật con, yeah. Cái mang ổi vật con thì những cái cá đỏ người ta gọi là rỉ ổi, nhớ chưa, hiểu chưa? Khi thi mà để họ hỏi kỹ cái đó là phải nhớ hẳn chỉ là lớp ngoài sạc mạc nhé, chứ còn nồi sạc mạc vẫn được nghe, nồi sạc mạc khi đắp đồ sạc mạc vẫn nghĩa đắp luôn rồi, hiểu chưa? Thì cái đó là tình trạng rỉ ổi, thì rỉ ổi thì không biết ngưng cơ nghiệp trùng hơn có phải kéo dài thời gian không, nó đã phải phân biệt như nào. Và cái sậu rồi ấy, thì chúng ta phải nghiêng về cái chẩn đoán và điều trị, chẩn đoán và điều trị. Thì chẩn đoán thì mình dựa vào lâm sàng và cận lâm sàng thì như bà trình bày đó, đó. Thì chẩn đoán thì rỉ ổi thì mình sẽ dựa vào những cái thì chúng ta biết rồi, nước ổi lần có tính gì kìm đúng không, hẳn là từ mấy bế thác hoặc là bao nhiêu này. BH kìm, hẳn là BH kìm đó. Đó. Nhớ BH mà cổ không? Đúng rồi. Thành ra là cái quy của mình á, là có cái thang định, là có quy có thang như thang, đúng không? Từ lại, từ lại xăng, thì nó sẽ quy, nó có xăng. Và về chẩn đoán thì cái này tương đối dễ rồi, đúng không? Để em nặng cái đó bên này. Rồi, còn về á, đó. Chứ chẩn đoán một cái nhịp trung ổi. Quan trọng là khi bây giờ chẩn đoán rỉ ổi là dễ rồi đúng không? Vừa vào lâm sàng cũng sao thì sẽ chẩn đoán ra rồi. Còn mình chẩn đoán một cái nhiễm trùng ổi khi nào có nguy cơ nhiễm trùng ổi á thì chúng ta nhớ là thường á nhiễm trùng ổi xảy ra trên cái thai non tháng khi mình kéo dài cái tuổi thai á để mình cho được thành hộ tràng phổi nhé.
thì mình sẽ xét nghiệm 15 nhiễm trùng, thường thường khoảng 48 hoặc là 72 giờ mình sẽ làm một lần ha. Thì nhiễm trùng ổi mình sẽ bị hiện tượng người mày như thế nào, tức là người mày sẽ bị hiện tượng mặt. Thứ nhất là mặt sẽ nhắn lên nhé, ví dụ như tuần đi mặt 80 mà tuần sau mình thấy mặt mày nhắn 90 lần khác rồi. Thứ hai là bị huyền sốt nhé, khi đó là cũng phụ bảo là cũng khá tệ đó, đó. Rồi nước ổi sẽ hôi đúng không, và cái công thức mẫu á là cái bạch cầu tăng cao 15.000 hoặc là trên 15.000, neutrophil phải trên 80-90 ha. CRB bị hiện quá từ 15 nhiễm trùng, CRB khoảng cũng tăng cao trên 15. Ngoài cái CRB còn một cái chuyện gì nữa, còn một mắc cơ mà nữa, à proton gì bao nhiêu là bình thường hả? Phải không, dưới của dưới dưới 0.1 0.14 dưới 0.1 dưới protein hẳn là dưới 0.2 25 hay chân là 1. Thì nếu mình có CRP mà được rồi thì thôi mình cũng không cần thiết phải làm cái đó ha, thì những cái xét nghiệm cấp này cần thiết mình sẽ làm. Rồi đã làm những là một cái nhịp trong ổi này, thì khi có nhịp trong ổi thì bắt buộc mình phải chấm dứt thai kỳ nha. Thì về chuyển hướng xử trí thì tụi em phải đứng trước một bệnh nhân như vậy thì chúng ta sẽ phân loại ra, yeah, phân loại theo tử thai, tử thai để mình hướng xử trí. Thì như bạn á, cái này bạn được phân ra được là ba nhóm đúng không? À đó, ba nhóm. Rồi, đó. Thì cái này tụi em chia ra và tụi em phải suy nghĩ thì tụi em sẽ nhớ. Thì còn không mình đọc 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 mình khó xử trí nhá. Đó, nếu mà thay lỡ thì bạn sẽ chia ra hai trường hợp. Thì khi tụi em muốn học của bạn thì tụi em vẽ sơ đồ nó sẽ dễ nhá. Là khi mà vào chuyện già đó, còn và khi chưa chuyện già thì như thế nào nhá. Thì tùy thuộc vào thì nếu bệnh nhân đã vào chuyện già hay chưa có chuyện già thì chúng ta dự báo chi, dự báo báo chi chứ mà đánh giá chuyện già không chuyện già thì mình dự báo chi. À, thứ nhất là xương gò tử cung ha, thứ hai là dựa vào cái bí sốt đúng không, bí sốt cổ tử cung để mình xử lý ha, dựa vào bí sốt để mình đánh giá mình xử lý những bí sốt thuận lợi nhé, yeah, mình sẽ chuyên thuốc dược phòng ngừa rất đã nhé ha. Còn bí sốt không thuận lợi thì mình sẽ tính theo phương án là mình như thế nào, có thể sẽ theo dõi sinh thường mà cũng có thể là sẽ mổ đúng không, những bí sốt không thuận lợi. Rồi đó là thay lỡ rồi, thay tiếp theo bắt đầu để mà 34 đến 36 tuần thì thời điểm này, thì cái này thì bằng đây ghi chưa rõ lắm ha. Thì đúng rồi, chơi chuyện già không già đúng không, thì theo em thì quan điểm thì cái tuổi thai này này mình được dùng tí quý đâu. Theo khuyến cáo là không dùng đúng không? Ừ. Không dùng trên, nhưng mà trên lâm sàng á, nếu tụi em hỏi bệnh nhân mà một cái tuổi thai mà không thực sự, ví dụ bệnh nhân không khám thai rõ trong 3 tháng đầu nhé, hoặc bệnh nhân hai tuổi thai không nhớ rõ, thì trên lâm sàng thực tế thì nếu bệnh nhân không nhớ rõ là một, thứ hai là tuổi thai không chắc, một cái tuổi thai tức là mình dự kiến, nếu mà rõ ràng mình đang như khám thai đúng như vậy là tụi thai như đi thì mình không dùng. Nhưng mà khuyến cáo trên lâm sàng thì đôi khi bệnh nhân không nhớ rõ chính xác thì cũng có thể xê dịch ha, thì người ta cần có thể tùy quan điểm của người ta mình bắt vực dùng, vực dùng một liều ở chỗ này. Đó. Cái thứ hai là nếu mà có dấu hiệu dò sinh không thì tụi em có điều trị không? Để 34 đến 36 mình có điều trị dò sinh không? Ví dụ bây giờ ổi vỡ mà có dấu hiệu là có những gò nữa đúng không? Thì theo bạn của em có điều trị không? Tự thai này có điều trị dò sinh không? À, có, hí, có. Mình phải điều trị dò sinh không rồi đó, thấy chưa? Tự thai này nếu mà cổ cũng chưa thuận lợi ổi vỡ mà chưa có dấu hiệu trong thì mình phải có dấu hiệu dò sinh không? Tự thai này nguyên ý là mình phải điều trị dò sinh không nữa nếu có, hí.
đó, thêm một cái nữa, thêm một pha nữa thì mình sẽ điều trị vào sinh non để con. Rồi con tụ thai tiếp theo, tụ thai nhỏ cực cực non, non cực non nữa, tức là phân theo bộ. Ừ, rồi thì chúng ta sẽ hỗ trợ bộ, hỗ trợ phổi bằng corticoid nha. Thì hiện tại thì trên lâm sàng thì mình không có beta mà mình chỉ có delta nha. Thì delta thì cách dùng như này, ý sáu là phải nắm cách dùng ấy. Nói tới ý sáu á, khi mà nó trương á là phải để ý là mình phải biết thuốc nha, thuốc nào gốc nào nhọn nào cái nào phải nắm, chứ không có nắm mơ mơ hồ hồ làm được nha. Ví dụ người thân quen mình hoặc anh chị em hoặc bạn bè bà con chỉ hỏi mình mà mình không biết tên thuốc làm được nha, à, họ sẽ cười mình chắc học cái sáu xong rồi chặt cái thuốc gì đâu lấn kỳ nó một sáu hổ mà không có gì sáu hổ bằng cách là cãi là mình không biết đúng không, cho nên là đừng đau là mình học đó nha. Đó rồi thì thuốc á, thuốc thuốc thì tụi em là mình sẽ hỗ trợ phổi bằng cọc tê quý nhá. Và đó nên bạn đưa ra là dùng bao nhiêu phương pháp để bảo vệ não nhá. Thì bây giờ điều trị dùng sử dụng thuốc giảm go thì bây giờ là mình không có giảm go bằng bao nhiêu phương pháp nữa đúng không, bao nhiêu phương pháp chỉ để hỗ trợ nào thôi. Và giảm go thì mình sẽ có những cái thuốc giảm go khác là riêng một bài về do sinh non đó, là bài do sinh non là dùng giảm go như thế nào, cách dùng như thế nào là tới thành nóng nhé. Ưu tiên hàng đầu chứ Nguyễn. Vitamin là nhậm thuốc gì đó, chàng canxi hay là ưu tiên là dùng chàng canxi đi nhá. Thì có hai liều, liều tấn công và liều duy trì đúng không, à, và đứa trẻ bị dở lại tấn công là như thế nào, duy trì như thế nào nhá, là đừng đến cái bài giờ sinh non đó. Rồi cái thứ hai là trẻ nhớ là cọc tới cụi vì đang cọc tới cụi phần hộ phổi là cái cơ chế như thế nào, cơ chế vì sao có cái ít hưởng trưởng thành phổi này, làm trưởng nhậm mấy lá em là đây là của em. Dạ em theo cô là cọc thì có ít. Mình giống thuốc cọc tiêu ít mình nói thì đỡ, nó cũng chẳng cọc tiêu ít mình vô làm tí này. Thì cơ chế như thế nào để hưởng trưởng thành phổi nhá. Cọc thì có ít khi dùng thì nó kích thích cái tế bào phế năng tiết thải sẽ tăng sản xuất cái sự phát tăng thì bạn nói đúng rồi đó, tức là hãng sẽ giúp chuyển đổi từ cái tế bào một qua tế bào hai để ra trưởng thành đó ha. Và cái thứ hai là nó tăng sản xuất cái sự phát tăng, sự phát tăng là có tên mà yeah, tức là màng của cái tế bào làm tăng cái độ đàn hồi lên để cho phổi dạng nở tốt, không bị sẹp nhá. Sau khi sinh là cái phổi không bị sẹp, cái phổi mà sẹp thì sẽ gây em đại bí suy hô hấp nhá. Đó là tăng cái lượng sơ tăng. Cái chế thứ ba là tăng thể tích của phổi, và một cái chế thứ tư nữa là nó làm giảm cái lượng dịch ở trong phổi. Đó là có bốn cái chế của tác động của cái quýt nhá. Cái anh cân nhận nhiều mình nhận cơ bản thôi nhá. Đó ví dụ như bác sĩ ý xạo rồi ra trường thì mình phải biết cơ chế, chứ còn ví dụ như anh nói còn cái quý trưởng thành phổi là cái bàn điều dưỡng cũng biết, bàn điều dưỡng á, bàn học điều dưỡng á biết, cũng biết họ biết, nhưng mà họ không biết sâu về cơ chế đúng không, nhưng mà bác sĩ là phải biết đúng không. Mình học nói cơ chế mà. Rồi cái còn cái quý là người tôi khuyến cáo bằng một cập nhật khuyến cáo là dùng từ tuần thứ bảy đến tuần thứ bảy 28 đến 34. Rồi bằng cái 28 đến 34 bằng đấy con từ thằng bạn còn tiếp quý khuyến cáo những từ tuần hả 24 đến 34. Rồi Nguyễn người sáu bài khuyến cáo như ông công như thế này Nguyễn. Ừ, đúng rồi. Đó, là nguyên cập nhật đó này. Tức là trước đây á, mình sẽ dùng từ 24 đến 33 tuần 6 ngày, tức là trước của tuần đúng không?
Nhưng bây giờ khuyến cáo ở đây cho phép sử dụng corticoid từ tuần thứ 23 trở đi là cái mốc cuối cùng. Cái mốc cuối cùng là 23 tuần trở lên là được dùng corticoid rồi. Tại vì người ta nghiên cứu là corticoid á, là bắt đầu 23 tuần là bắt đầu người ta thấy có những cái phê na ở em bé rồi. Thì lúc đó mới dùng, chẳng có phê na này chi dùng, hiểu không? Tác động của cái chồng mốt, hiểu không? Bắt đầu 23 tuần là phổi của em bé có những tế bào phê na rồi, phê na một rồi. Thì mình rất là dùng corticoid, hiểu không? Còn tuổi thai 22 tuần, 22 tuần là người ta cân nhắc, hiểu không? Cân nhắc nếu có hồi sức tích cực tốt hoặc là nếu cân nhắc thì có thể dùng hoặc là không dùng. Tại vì em biết rồi, 22 tuần thì chưa chắc là sống, đúng không? 22 tuần chưa chắc sống, tùy vào đơn vị hồi sức nhi, chứ cho nên là mất thì là có bao 23 tuần nhớ nghe. Cho ba mốt đi thi mà nói giờ từ 28 đến 34 tuần là rớt thôi nghe, ý xấu nhớ chưa? Ý xấu ấy dùng cọc cái mũi mà tụi em trả lời qua từ 28 đến 34 tuần là nằm rớt này, hiểu chưa? Nó nặng rồi. Đó. Đó. Nhớ mất quá, nó như là nó học nó nhớ ý với nhớ mất rồi thôi. Chứ không cần phải em đọc cái gì nữa. Mình sẽ hiểu. Mình đọc nhiều để mình gút lại là mình nhớ chứ. Dạ. Đó, là học cái quý như vậy. Sớm nhất bắt đầu từ 23 tuần. Đó. Tại sao là 23? Tại vì cái 23 nữa là phải ghi nhận là có những tế bào thể nam đã xuất hiện ở phổi của bé trong 3 tuần rồi. Thì lúc này mình đi dùng corticoid. Đó. Và dùng corticoid là cân nhắc, đúng không? Nếu mà có dấu hiệu giờ sinh non trong vòng 7 ngày thì mình mới dùng corticoid, đúng chưa? Ừ. Rồi, rồi theo Nguyên, có lặp lại không Nguyên? Nếu sau 7 ngày chưa sinh thì có lặp lại không? À, hồi xưa là người ta khuyến cáo lặp lại, nhưng bây giờ là không lặp lại nữa, vì lặp lại nó không có ý nghĩa nữa, nhá. Rồi, tiếp theo cái phần nhiễm trùng. Thì mà Nguyễn đưa vào đây chỗ phần nhiễm trùng, Nguyễn về sòn lại thêm phần nhiễm trùng chẳng rõ là phần kháng sinh. À, phần kháng sinh, thấy chưa? Thì chúng ta sẽ làm tham khảo của tác đồ tư dấu á, em đưa thêm vô đó. Rồi phần sòn em chăm chi tiết qua nữa, hiểu không? Mình nói chỗ mới xong rồi, mình à, đưa tiên kháng sinh là kháng sinh chí. Nhớ, kháng sinh chí, rồi mình sẽ đưa vô, à, dùm đi. Thì á, nếu mà muốn biết dùng kháng sinh gì thì chúng ta sẽ biết nhiễm trùng hay gặp con gì, hay gặp con gì ở đây? À, liên cầu B con gì nữa? À, có Listeria hả? Con gì nữa? Mình phải lý luận tiêu mình muốn dùng kháng sinh không? Các em học là các em phải nhớ này, tiêu mình muốn dùng kháng sinh thì muốn dùng kháng sinh thì mình phải biết ở đây là bị thường bị con gì. À, yeah. nhiệm trùng ngược dòng, nhiệm trùng ẩm đào, nhiệm trùng ngược dòng hay thay bị con gì thì lúc đó mình phải dùng kháng sinh cho con đó, cho nó phải ưu chi dùng lại đó, hiểu chưa? Thì ở ẩm đào là con gì? Ừ, có, clam cũng có, hiểu chưa? Clam cũng đó, có thể còn nó, nhưng mà chỉ hiếp, đúng không? Nó thì trong cái mình chữa rồi, chữa riêng rồi, nhưng mà nhiệm trùng nó bị phân nhiệm trùng. Thì hay gặp con gram âm dương, âm hay nhớ chứ, gram âm. Có cái con gì ở âm đạo là cái con gì con vi khủng mà có lời nằm ở âm đạo là con gì? À, là con trực khủng đô đặc linh, nhớ chứ. À, nhưng trong quy là con lipo B này cũng thuộc bên âm rồi, à, con litana cũng âm rồi, con có con trực khủng ở âm, như là mình phải làm thẳng sinh nghiêng về gram âm, nhớ. Thì cái đầu âm theo pháp đồ á, kháng sinh á, thì người kháng sinh lần cấp có rất nhiều loại, đúng không? Đặng cái đầu âm là tụi em phải nhớ là cũng nhiều thứ, đúng không? Nhưng mà theo pháp đồ và mình ưu tiên á, khuyến cáo thì chúng ta sẽ dùng nhóm chi? Ừ. Với nhóm Macoric. Nhóm Cepa giảm xếp ba thì mình sẽ ưu tiên thể hiện nào xếp ba thể mà xếp ba nên là xếp ba thể mà xếp ba mình có mấy thể hệ, như ta là bốn thể hệ rồi, đúng không?
từ 1 đến 4. 1 là nghiêng với con là nhiêu? À, nhớ là 1 là đặt cung gram dương nhiêu đến 2 hạ xuống là vừa dương vừa âm, nhưng mà cũng là 3 là nghiêng về gram âm nhiều nhất, đúng không? Như là mình sẽ đánh về sẽ ba thể hệ thế hệ mấy? 2 hoặc là 3 ừ. Nhưng đây làm sao để phải là hai đánh thể mấy? Đúng rồi, thể 2. Tại đó mình phải đánh thể 2, mình đánh thể 3 này. Thường quy tắc dùng thẳng sinh sức thì mình dùng thẳng sinh từ 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 thấp đến cao nhé, cho nên mình không có dùng là ngay từ đầu nhé, để đề phòng thẳng thuốc nhé. Tại vì khi mà dùng thể thẳng sinh hoàn nó xong rồi sau đó nếu một người đọc mình nhìn lại thì mình sẽ rất khó dùng thuốc nhé. Thì mình sẽ dùng thể hai trước nhé, thể hai trước là vừa đánh vừa râm dương một ít mà nghĩ về râm âm nhé. Thì chúng ta sẽ dùng hoặc là dùng nhỏ ambicillin, đúng không? À, ambicillin, ambicillin là ambi là thuộc đẳng gì? Beta lactam hả? Vâng, beta lactam. Tức là nhóm beta lactam và nhóm ceta là hai nhóm mình sử dụng, đúng không? Đó. Rồi. Còn nếu gì ở ambicillin thì mình sử dụng chuyển qua nhóm gì? Xếp pha, diện âm bi và xếp pha thì mình dùng quan trọng gì? Nếu mình nhân là diện âm sinh. Nếu nếu mình diện âm sinh, diện nhỏ âm bi. Chứ, sản phụ mình diện âm bi, diện luôn phải xếp pha luôn. Tức là diện nhỏ beta lắp tao đó, thì chúng ta sẽ dùng quan trọng sinh tiên. Mình sẽ dùng quan mắt, mắt còn nhỏ mắt không lý. Là cái nhóm mà bằng lối đến từ gồm những thẳng sinh nào? Gentamicin, azithromycin này, gentamicin, clindamycin này, gentamicin, 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 yeah, thuốc ủ hạ là bằng thứ chín đó, erythromycin, yeah, từ đó nhắm thuốc là phải nhớ luôn cả tiết và thuốc ủ, yeah, để mình biết. Đó. Thì học thì tùy không cần học nhiều nhưng chúng ta sẽ học để mình hiểu, yeah, học mình hiểu nhé. Thì mà sử dụng bổ sung cái phần cảm xúc là bố đã cho đầy đủ hết. Đó, cho nên biết mình sơ thai rồi. Tiếp. Thấy chưa? Đó, cho nên cái bài này nắm 3 phần. Phần cảm xúc, phần thuốc cọc tiêu ít và phần giảm sinh non. Thấy chưa? Để mình nắm. Đó. Thì khi đọc bài này xong rồi thì em đọc cái bài để học dự lý học cái năm nay này, thứ tư này, ba tư gì đó, cái bài này rất là hay, cho nên khi đi lên học đọc có thuốc bài ấy thì chúng ta sẽ dựa làm cái phần đó ha, mình đọc lại rất hay, thấy không? Thì lâu rồi cô bị mất tiêu rồi không biết nhớ có bao nhiêu nhỏ bản thân này, hồi nữa là cô nhớ cô ghi ra một tờ giấy to đấy, tôi ghi luôn cả 17 loại bản thân này, mày nhỏ mất mày nhỏ dân. Cái định khi mình học á, đâu đâu tại đường môn mà định tại cơ sinh để nó mình dỡ ra, mình coi, dỡ ra mình coi lần. Cái bữa sau học bài khác tự nhiên đừng người tăng sinh, cái là dỡ cái tầng ra nó dòm lần nữa. Cái để nhớ, nó mới sẽ nhớ. Mà chị quên nó tiếp tổng cộng là có bao nhiêu nhỏ tăng sinh. À, mày nhỏ, mày nhỏ. Mình chơi cái tơ là cụ có rồi, chơi tác dụng có tiêu rồi. Hồi nãy nó hay dỡ cái tơ nữa lắm. Dỡ cái tơ là nó mới chịu lâu lắm rồi. Cái tất cả các loại tăng sinh, dạ, để nó nhớ nhá. Sao đó là chữ ví dụ tôi an tâm cái đấng thuốc tên chi chi đó đâu biết tả là gì, cho nên tôi nhìn phải giữ á, hàng cộng cái chữ to tên ví dụ như là hiện tại là ở mình đang khổ đẹp với dòng chi C positive không, đúng không? Cộng chữ C positive to tên á thì tôi nhìn phải giữ, cộng cái chữ nhỏ dưới là C gì đó, C furosin gì đó, đó là nhìn cái đó mình biết từ góc quảng là góc chi, hiểu chưa? Đó. Tên là giống như tên hoa hầu đó, nhưng mà tên gốc của dạng này là cái gì, là gì ở dưới thì mình mới biết thằng à, cái thằng này là xe pha thể hai đây chứ, yeah. Không là mình đi dùng rồi mình đọc cái tên đó. À thằng cái thể ba này rồi tôi báo cho ba là chỉ khi dùng thế nào mà có dấu hiệu nhiễm trùng đã nhớ chứ đấy, có
có dấu hiệu nhiễm trùng nào thì mình mới dùng ba, còn mình dùng này dùng thẻ hai cái đã, ưu tiên thẻ hai đó. Thì tụi em nhớ là cái lò kháng sinh và có cái tờ rơi đó nữa nhá. Thì cái lò kháng sinh đó là chữ to đông nhất là cái tên thương trường và gọi là tên thị trường nhá. Tên thị trường ấy, người ta đặt một cái tên gì đó trong hai hoa đó, nhưng mà cái tên gốc á là nằm một cái chữ nhỏ ở dưới. Tớ có để ý không? À, có để ý không? Để ý không? Thì mình sẽ có cái chữ thằng nhỏ ở dưới đó là tên gốc quả. Thì từ đó là tụi em sẽ biết à, cái thằng này là kháng sinh thuộc nhóm macrolide hay là thuộc nhóm beta lactam nhé, hay thuộc nhóm sepa. Tại vì chữ sepa thì tính là có chữ C, C là mình nghĩ à sepa là người mình nghĩ sepa thì nữa là mình biết à thuộc nhóm sepa là xin thể là bạn ai. Chứ còn có nhiều thứ ra một cái tên là web luôn, hẳn liên quan như thế là mình cũng biết luôn nhé. Nên là tụi em học rồi để ý mà. Tại vì cảm giác mình biết mình biết mà. Dạ. Dạ, rồi chị được cái bước tiếp cận mọi người ơi. Và tôi động đưa ra, để sử tế, nhé. Dạ, nên là vào đưa ra một cái sơ đồ, nên là động ra này. Dạ, mình xác định một thời gian. Ôi vợ. Như là vậy, theo tụi em, ôi vợ bao nhiêu là mình đang thiệt? Ôi vợ bao nhiêu thời gian, bao nhiêu là đang thiệt? 3 giờ, 5 giờ, 6 giờ, 10 giờ, 20 giờ. Cái móc bảo bao nhiêu? À, móc bảo là 6 giờ, nhé. Là mình phải đang thiệt. Các thì có dấu hiệu nguy cơ nhiễm trùng này là mình phải đang thiệt. Chứ còn đối với tuổi thai mà còn nhỏ, mà ổi vợ đến 6 giờ mà chưa có dấu hiệu gì thì mình cũng không đang thiệt. Chưa đang thiệt nhé. Chưa đang thiệt. Mình chỉ đang thiệt khi có dấu hiệu nguy cơ ảnh hưởng đến người mẹ như nhiễm trùng hoặc là con có dấu hiệu suy thai hay nhiễm trùng thì mình mới can thiệp nhé. Rồi chị để phiên bản bật trên bay cho bình ảnh cô nghe nè. Rồi là cũng không nhất thiết là mình cho liền, nhá, nhá. Từ đó đổi vợ đến 6 giờ mới cho thằng sinh. Nhưng mà từ đây cái lớp xa là phải bắt, phải dùng luôn cho đầu. Cái này gọi là dùng luôn cho đầu đó, chứ không phải lại đâu. Cái nguyên tắc đó là cái 6 tiếng, nhá. Thì mình phải cho, thì cho nhớ sớm, thì cho sớm được cũng làm được chứ, nhá. Nhưng mà đừng mình học bài, cái nguyên tắc đó là phải cái 6 tiếng, nhá. Còn cái lớp xa đây thì phải bắt cho hết luôn, đúng không? Thì cũng được, không sao hết. Thành ra giữa thực tế và lâm sàng á là có những cái hơi khác, nhưng mà những cái nó cũng dễ lý giải nhá, mình sao có thể lý giải được không? Rồi bạn có làm bệnh án chưa, đến qua từ một người bạn làm bệnh án xong rồi nó hỏi hết.